bạn bơ tao còn lại đi bấm buồn nắng dương ở nó sau để bấm man clo thì tê tịch tịch tê clo đấy nè bà vấn đề coi chia tập thể clo đây cái nội dung pra đây nó không chụp đầu clo thì bảy nắng vấn đề miền clo xem tiếp coi dương club ban sắc xa hay dương đăng ngay ta clo đây cái nội dung pra nó không bị sao ông lê dương nắng cứ miền tập thể clo ấy clo và chẳng cái này đi vì mình sau khi prao thì clock trong cái này cũng buồn đi chia adverb clock đây bằng hai vì cả tuổi mà dừng dây mối là cả opposition nó như cả chúng tuổi rồi là cả tuổi mà dừng dây tới bạch bạch là cả phải chàng này thế nó như là cả tuổi đôi dừng tuổi và về trong dây tha vì mình sọc khá nế và dừng dây tới vì mình si khá nế phần đa kê ọt là dê tha viên mình xì cái này kê hạt tuộc và như ai tha mình sọp cái này của bạn đây rưu cái tha viên mình xì cái này nhé thì opposition bởi dương phe thua mình đá phe ca phải chăng dùm tuộc và phần đây dương mơ tam bậc hết viết nông lý cứ dương viên clock miên là con giang sân là tích tuổi tế và miên là con giang sân là pi tế để dương phe dùm đáp bằng hai phía opposition nâng hai rút bằng bọn viết xong chấm riêng thai dương mình ai giờ đọc đồ bàn thế trong lấy nữa nè bà men clock cái dương tập ra nó bị mục sở bộ đẹp clock cho thua mà đà và chẳng cái này đấy dương ở ai dốt sở bộ đẹp clock nó cứ vô một đạn nơi bị mục men clock thế nó không opposition đi bà rồi dương sắc xa tới việc ở khơi tiện tôn cho môi nâng ca phạc đổ và ở viên men clon nó sẽ bồn là clon nó cứ ọt miền và chẳng bởi ta cái ọt miền hết dưỡng mình ai nâng à cắt đòi chấp dưỡng bàn tới nó về sai từ lưu ở kế của dưỡng bên trên phía xa cũng đợt đấy nè xong bây giờ phía xa cũng đợt dưỡng có dưỡng mình cái bà đấy mình trẻ đấy chẳng bành dây quyết đó phía xa kì chẳng rương để sống khác nó không ca sẵn sàng nó dưỡng riêng thầm bách ở dương bàn dốt hay là dương này dây C và thầm bách ở thầm ai là bực tục bàn nhé và đây là cái này dương mình sau chỉ miền ca pra thì chẳng còn dạng sân này dương pra nó khăn đông adverb clause opposition nó cứ miền đặc biệt đấy cứ miền bắt đá hay là bắt for the fact that chẳng biết nâng pra đôi chặt nha thì bây giờ bỏ tôi là tuộc lòng thả bạc đá của dương bò phải thành chân bạc for the fact đá nó coi dương bò phải thành chân đó và chân mình là chụp khá tớ vì chỉ cần xong phía tôi chân tầm đòn và chụp khá tớ và chia tề môi tớ và chụp khá tớ có vì chia prepositional phrase của miến và prepositional phrase là dương ai phải chỉ chụp nó có miến và chụp khá tớ có chia correlative tớ tại chúng ta phát tốt công việc chỉ cần xong phía màu chân tầm đòn chân lại đấy những bọc bè mới là tuột lòng thả hay rút bằng bôn với chiếc thua mặt đà thế của ta họ thả và she is looks pretty rất là charming bà niên át rất là niên mơ tốt át rất là miên môn này té tuột lòng thả nè bạch đẹp đó tuột lòng thả niên chỉ say khôi say sống phấn rồi đó nha bị hồ đó slap chẳng mình đi tha cái này đi mình đi tha việc tua và a để ta tua rằng là say khổ chẳng chấp việc ta bắt đạt được hồ đào chọc ní việc đào tua chỉ ăn vừa claw hồ sẵn về bệnh chuyện này ai quân niệm này ta ở cơ biến luôn bác à, một một bạn ở bên cơ biến và thế ở ra thì bà ở mình chỉ bảo thì bà là mình việc bắt cái này nên mình đôi chia chuẩn để dùng pro nó không khó on để tìm con nhân sinh nữa nè vâng hãy có việc mình chỉ việc bắt để dùng pro sản ra bằng hai chữ inversi này mà mình chỉ liệt cái nạn bôi strong inversi ấy thế cái này nó ọt miệng đấy chẳng chứ bắt ọt oi pro cái biển đó thì miền chẳng đá nó khởi nhất để dùng sắc xa tới dùng đơn giản và chẳng thể hiện ra cái biết cái oi kho tiếp tầng lại lần rồi cho bắp cái ọt oi và cái bìa thế cái này đang cứ ọt miền thế nè
Vừa lấy bát và nó sẽ còn adverb of chẳng bát đại dương ai giờ pra cái biệt bát thì muối cứ biệt bát đại dương pra nó không là khó on này thính còn dạng dần nó không còn phó nè và then à what nên nó không còn phó nó cứ dương pra biệt bát nó chia khó on này thính còn dạng dần hay biệt bát môi tiết đại dương ai pra cái biệt bát cứ dương pra nó không là ca sẵn cọt này đôi dương pra dương môi biệt dạng cho môi biệt ấy là dương pra trong này inversion á nó cứ dương ai pra cái biệt bản thế cái này nó cứ cái ọt miền từ đây để dê biệt quấn cho môi nâng ca pra cái biệt thì chứ này đóng ý em đóng cho ra vấn đề và lực lưu ai pra cái biệt bản và sân cho dương vô thà cái này nó bị ọt chạm bách nhé bạn và đã nâng lấy làm cái này nâng à rồi cho tu tư thì mình dân mình bên trăm bài thà rương clock và phép nâng tế adverb clock sẽ nâng tế tiết đại dương pra tam lòng đáp tại dương pra các biết hành động của dương pra bàn đáp và sân kia à bộ là miễn được non clock nó cứ vì mình nghe là vì mình sống khăn việc thà mình sống khăn bên này thà bộ là miễn nó kia bàn đừng sạch rương rồi ở hơi chẳng có nè chẳng nói Bạn dương pra các biết bàn chẳng việc các biết về chứ sơ được tu tơ đây Mr. The Group Edward Claude đây. Bởi xin để dân ra ta làm đáp hình chấn dân ai ra cái biệt bán Group The Claude nâng tuần tế ở đây đây sống khăn nâng cứ việc style từ lớp tổng nguồn và này phô là miền cả lại này bởi xin thì phô là miền cả lại này sống khăn nâng dân mình trọc ra cái biệt tế tại bởi xin thì phô là miền nâng vì mình sống khăn dân ai ra cái biệt tế có mình chỉ phải nhà đây phần tế dân cả to thì vô tha biệt mặt cả lại này វាមិនមែនជា coordinating conjunction វាមិនមែនជា relative pronoun ដែលយើងប្រើនៅក្នុង active clause គឺអត់ទេបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាឈ្នាប់ធម្មតាដែលយើងប្រើសម្រាប់បង្ហាញពី opposition តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ He is clever but for the fact that he is too talkative គេថាគាត់ឆ្លាតតែរៀនឆ្លាតតែគាត់ត្រូវថានិយាយច្រើនពេកឃើញទេអ្នកតោះបាទរៀនឆ្លាតតែនិយាយច្រើនពេកធ្វើឲ្យគេទៅប៉ែដែរព្រោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះដល់តួដូចចាប់ពីណាទៅរហូតដល់ចប់នេះដល់តួជា adverb clause of opposition វាបញ្ជាក់នេះមកឲ្យពាក្យ clever ដែរ adjective អញ្ចឹងវាមិនគិតថាវាជា adjective ឬមិន adjective ទេណាខ្ញុំផ្លាប់បានពន្យល់ជាទូទៅឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹង adverb ហ្នឹង adverb ធម្មតាក្តី adverb phrase ក្តីឬក៏ adverb clock ក្តីគោលបំណងដែលយើងប្រើវាធំបំផុតនឹងគឺមាន3ចំណុចបាទទី1គឺយើងប្រើបញ្ជាក់នេះទៅឲ្យកិរិយាសព្ទនេះបើសិនជានៅក្នុង main clock ហ្នឹងវាមានតែកិរិយាសព្ទចឹងទេវាបញ្ជាក់នេះឲ្យកិរិយាសព្ទទៅហើយបើសិនជាក្នុង main clock វាមាន adjective អាហ្នឹងវាបញ្ជាក់នេះទៅឲ្យ adjective ទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមាន adverb ក៏វាបញ្ជាក់នៅ adverb ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងប្រើ adverb ធម្មតា adverb phrase clock ក៏នៅតែក្នុងនៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយចំទៅយើងមិនអាចប្រើ adverb ដែលអត់មានពាក្យដែលវាបញ្ជាក់នៅឲ្យទេយល់ឥឡូវគ្រូបាទសំសឹងបាទបាទយល់គ្រូបាទចាំអញ្ចឹងវាគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃadverb ទាំងអស់ទោះជា adverb ប្រភេទណាក៏ដោយកាលណាដែលយើងដាក់ adverb ទៅដឹងតែមានពាក្យដែលវាបញ្ជាក់នៃឲ្យអញ្ចឹងពាក្យដែលវាបញ្ជាក់នៃឲ្យនៅក្នុងឋានៈ part of speech ដែលវា 99% ហ្នឹងគឺវាមាន3ទី1គឺកិរិយាសព្ទទី2គឺ adjective ទី3គឺ adverb clause ហើយក៏យើងមានប្រភេទ adverb ដែលបញ្ជាក់នៃទៅឲ្យ clause ប្រភេទ adverb ដែលបញ្ជាក់នៃទៅឲ្យ phrase ប្រភេទ adverb ដែលយើងប្រើបញ្ជាក់នៃទៅឲ្យលបាសប្រយោគទាំងមូលនោះវាមានដល់នឹងទៀតណាដែលយើងបានសិក្សាធ្លាប់បានរៀនច្រើនមកហើយបើហើយក៏យើងធ្លាប់បានជួបច្រើនដែរតែត្រង់កន្លែង adverb បញ្ជាក់នៃឲ្យ phrase adverb បញ្ជាក់នៃឲ្យ clause នោះក៏យើងដូចមិនទាន់បានសិក្សាទេអញ្ចឹងឡៃនឹងចាំទៅសិក្សានៅក្នុង phrase ណាបាទ
dân là sân sân nó không phải là ta bà adverb để dân pra phần kiện này oi phre phần kiện này oi clot nó cứ việc chỉ một phần dạng mạnh cái pra chỉ tầm ruộng bẹp bật dạng mạnh bà hai môi tiên nó cứ là dòng khăn dạng kế cứ sentence adverb nè bà để dân pra sản ra chỉ formal hoặc không cả gì bộ à bà cho nhân mơ của họ thì bày tới là he is revising but that he is so stinky thì được còn mình thì đã quạt nắng miền nè té tuột toàn thả cầm nảnh nè loạt xóm Bà và chân niệm miếng mình men chân nghề chật tôi đi từ lìa của chặt màn đấy dùng dây tam phong nè và còn khi làm miền miền chật từ lìa không cho lòng sao miền này cloud si anh cắt đập nó nó không thơm ra đây một đường chạy lối của việc cất nè một niệm miền đang nè là dừng đừng đây dừng đây miền chẳng cái đó tại cô sống sướng miền anh đâu mừng nghe đến cái chỗ con mồm đấy mà một cái tổ ba năm đấy bà mà ban tập năm còn đang cày vô tao còn tạm mà tập hiệp để dừng miền còn nang còn nặng đấy sống khám cứ dừng mình tự chọn plan lui kê cho mình xem gì vấn đề tạm biệt sama chỉ việc và tại còn miền thứ bốn khác thứ ba khác chẳng đây thì hạt là bộ thực chuốt nhé và chìm đuối đây chứ không đâu tách đưa cởi cho ra chẳng hỏi nó có che có họ khác bà cho như mơ mới là they are studying hard chẳng là hard nó chỉ adverb mà này là việc hard nó chỉ adverb chẳng là việc khó mà mù lắm việc phải chuyện này mọi việc hard này hay việc hard nó việc phải chuyện đây mà ai biết studying được thì to nghe chẳng hạn mà rứa người chuyện ai ta clot từng mùa lúc việc bệnh kiện đây là ai study in heart chẳng có bà còn bên thì ấy đây còn đây vào dương thì dương chỉ tu tứ nông ca bệnh kiện này đi rồi sân đa bằng biên adverb chẳng cứ việc bệnh kiện đây là ai adverb ai chỉ cô ca bảo kế nữa bà chẳng những ban là chọc mũi toàn là lại đi hay viên mình chỉ làm ba tên dòng khán cử dân chạm mực chung luộc đấy và bạc đá bạc phật được việc đá tuột lòng thả chẳng cao kệ gia sát với dân pra mùi na của ba này cái ọt bạc căn đây là nâng không và vì ọt biên special note đây để dân có sống qua tiện tôn cho mùi nâng structure nâng tì là dân cho mùi tiết trong cái này đi kia hào ta advert cloud reservation cứ cả việc mình cho sống rong nâng cái và reservation bây giờ dạy tới người ta tùy khi của bác đưa cam cho sầm rong khi reservation men phải đặt cọ thế này hay bà dân club tập phải đặt cọ bà reserve reserve rong cọ nắng hay nhóc viết men tập pi thì rumor thế pi và lắc khởi nè pi và lắc dân mơ nó không time clock ở miền nè bà tay cái này nên men time clock thì hay là miền môi tiết cứ vì as chẳng miền chúng nó cũng tập đi để đại dương pra nó không Edward Cloud Reservation nắng hay nó không đi dương bỏ pra với chồng này ẻ mình dương pra chắc là nặng đè lại thế cứ cái nặng phiêu đè thế chồng này ẻ cho mấy đàn đấy cứ việc bằng hai cái reservation hay dương tôi chăm môi chỉ vật môi tiền cao na là dân pra clon ấy cứ tao pra tập biệt môi chỉ vật mà cái bạc quyền nó cứ oi pra tập biệt môi chỉ vật vì ăn miên để dễ thả rương nó nghe sủng khăn với con mình sủng khăn thì nó nghe vô chân tổ thương mát ba vào nghe chân bà vì miên chẳng thời nãy chẳng ban đang oi dương riêng nó cũng đứt nó bao bây giờ con đến cứ về cho nó nè bà anh ấy dương riêng là thông thống nè dân riêng là chỉ tùm rong thông thông nằm bay dân dùa là không ca cho được pra pra là không ca sở xê phần đây dân biên à quay giờ co tô cho cái sạc tiếp cho đó đây là cô tôi mơ được không ăn thì khó lắm là cô chơi mơ tới là đợi vui mình đang pra thật hay là ôn tập ok cho mọi chuyện nhưng mà Vâng. hãy bảo sân này dân mình chăm nó cũng nứt thì à quay giờ co đang tế chẳng ca cho lại to cho nâng phân tất cả để dân được dưới đại dương là xếm nước ấp ba này và
chẳng việc miền này thay việc tiền tiêu ở dân nó cứ miền kiểu này đằng này à bây giờ con nó si chùm râu tích còn thế con bây giờ con được dùng về tại bây con được dùng tích còn một cờ đấy nè là ta dùng khăn môi tiết không bằng riêng biện mình clear rồi cho ra tiền rồi nó dùng khăn là biện clear dòng liền và chân cái này đi có đôi chia và phép clo khăn lư đã tây tiền đấy bên kia là ba tiếp bằng cái ở đây là khăn nắng cái nào bởi dân ra clo nên là cô ta ra cái biển hồn men clo nó bị mốc số bốn đây clo của cái biển số bốn đây clo nó bị mốc men clo của cái biển nó từ cái biển từng pi từng ruộng hay cho ba biển rồi ăn ban bằng hai tháng mấy tết đấy là vì ăn men ban tháng bằng hai tháng hạt ấy ban được to ra cái biển thì khi ăn ban được dây tết còn tết đến khi chỉ cho ba được bó reservation chẳng đầm đó cái ở ban bằng hai tập dân thà ở clon nó về sầm khăn đưa mình sầm khăn để chọn dây trắng á Bà đấy bà kia mình tập dân hay dân tôi chọn thêm mấy chọn cái chọn chọn che chiên kê che việt sa cộng đồng kế rồi còn mấy chọn nó tự dân mình bên thà nhom nó về che tạt tha đi mình đừng thôi có câu sao chiều đề thì miền tây một phe khác về chiếc bọt ở các bảo viên bồi chẳng tầm đó và miền phía khác với ăn miền hết phao thì chưa hiểu mà là đủ bạn miền phía bà khác bây giờ con đã viên một con bò nó cứ việc ăn miền bằng hai thì hết phao thì cái này là chẳng hạn bạn chỉ còn cao bằng riêng bậc giống phía khác giống tham với dân mình ai gặp hiệp tam với việc học ta bất năng này tại vì qua thái dân mình miền ở quê để chiếm làm nang vì hết phao cho bạn luôn phần tế và sân kia nó không thiện cho đàn riêng ai thật cao sắp thì rồi chẳng cứ vì miền hết phần bây giờ có đôi lực riêng tiện tôn là khám mà ấy ấy đôi dừng dây thằng lừa mình chẳng hạn á thì chê thì khám Vâng lừa mình chẳng hạn vì miền hết phần rồi vì thế mà thật trăm trăm bơ khác về miền hết phần mà chẳng tới group mình biết có tam nâng khác đẹp tới với miền hết phần nâng là thật vô dạng mạch này được thế được lên đi có chân đấy trong của mình hiện a cắt thà hạt ấy ban kia tao tập ra các bìa chân vừa tam thua mà đá bởi dân ra đu bồn khang cross bởi dân ra các bìa đến thì rừng xong hạt phó đấy nó về miền về miền từ đấy để về chờ đằng lại này đằng lại nó về miền từ đấy để về chờ Bà về chờ trong khi đã oi đã adverb clause cái nào để dân ừ. cho là ba clear nó đặt cái mốc à nó đừng đập ra cái bị khái nó Và còn sẽ đó mình ta khăn còn phát khăn ấy mình kho và ba là này thế đó là tầm ruộng càng lớn đấy tầm ruộng càng lớn nó biển biên hết khó khá chấm púa khó khá nè càng lớn nó biển biên hết khó chấm púa và dụ khá chấm púa khó khá có bằng tay đó cái này đi với ăn được gì vì ăn là mà cái tập dương thà cái cơn tập tập dương thà nó không còn lấy khăm má cứ tàu cá rồi chuyển định mà mình tầm khăn này à vì ăn bằng hành đó ăn nó tầm khăn thì mình tầm khăn đấy mà và nó về chứ nghe đa khi người ta phần năng chứ có mình đang là tham năm bàn tập mình ba kia này để tầm khăn dương tàu chén tàu tàu chậm và nó tàu chậm ba Ủa họ chạm là she is rich nên chỉ niệm miền trong này ai quật với chỉ niệm cỏ à nên cái hai ta ca mình cho sống đông đằng kia phía bình si kia là cho cái hai ta reservation phía bình si kia rước cái dương nó xe chẳng đã na môn na khói cả bàn đấy thà và là we are he is rich và cái này nữa he is poor và lịch việc phù mùi à. Bà khả nạ đề quật nâng có thiền vĩnh chỉ niệm miền tăng lập đời dân pra chắc đập tốt đời việc cho cô đã cả bọt ra được chỉ tùa chẳng những bọt ra được hàng lơ vĩnh đó bạn dù ta tầm ruộng hàng lơ vĩnh một bọt ra bà thành liếng miền khả nạ đề quật vĩnh cư chỉ niệm rò chồng này ai quật vĩnh cư chỉ niệm rò chẳng những ai pra thành liếng cư chỉ niệm mấy anh chồng này ai quật vĩnh cư chỉ niệm rò dân tớ của bạn đấy They are clever. We ask whether I am the worst. Pua kê sa đại khát khát. Ai chồng này chồng bính là nghe là ngơ. Ở đằng kia lấy. Thế này.
But she is speaking very clearly. We ask her what he is stammering. Nên để dây cho bà lo nó chậm này cật bính để dây ở cho bà có đơn được đơn và stem stem stammering cái này có đơn được Và đơn bà mình cho bà. Ok, lo xong mình đang bàn đấy bà. ba tôi Và xong anh nhà phần này xong tới tiền tụ pi ngày sai tháng cười dân phần trọc phí dân chô tôi thông mày thiệt bà thần tinh 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 ba bà phần này thế là lâu dân ai phần trọc ấy bàn đấy bà trong có bán thì tôi nên sao là thế pi tiếp ta đấy nó sao pi đấy nó tao vẫn vô không vì tiền trong ta đấy sai chứ cũng mình tụ sai đâu mọi đánh mình say ai đánh à sai chẳng xong anh nhà phần này chắc cùng cha.